Hello, xin chào mọi người. Xin chào, xin chào. Có thông báo rồi đúng không? Đã mọi người vào được livestream của Lý chưa? Ai vào được rồi thì nhớ là cho Lý biết với các anh chị nhé. Ok, đợi Lý chút xíu, Lý chia sẻ về trang cá nhân. Mọi người giúp Lý chia sẻ cái livestream này để chúng ta có thể lan tỏa nhiều hơn những cái giá trị này đến cho mọi người nhé. Rồi, Lý đã thấy có những người đầu tiên xem rồi này. Anh chị có thể comment xuống cho em Lý biết được không? Để Lý chia sẻ về đây đã. Mọi người có thể comment giúp Lý là mọi người có nghe rõ không ạ? Các anh chị có nghe rõ được Lý nói không các anh chị ha? Mọi người comment xuống cho Lý biết rồi nha. Ok, bây giờ thì buổi sáng một cái thủ tục rất là quan trọng của Lý mà Lý đã chia sẻ nhiều lắm rồi đúng không ạ? Chia sẻ miệt mài bao nhiêu năm nay, mấy năm nay rồi. Đó là thải độc các anh chị. Thải độc đó, nó là một cái thói quen mà nó giúp cho bản thân Lý rất là nhiều. Mình cảm nhận rõ được điều đó các anh chị ha. Nó thay đổi nhiều lắm. Thay đổi về cái sức khỏe, cái tinh thần, cái làn da của mình. Cả cái ý thức của mình luôn các anh chị. Không phải là thay đổi bằng những cái mà mình có thể nhìn thấy, mà cả những cái mà mình không nhìn thấy. Mình có ý thức hơn cho sức khỏe của mình. Nên là Lý nghĩ là cái việc mà chúng ta mỗi một người á, mình làm thải độc mỗi ngày hoặc là 2-3 ngày một lần thì tùy các anh chị. Nó sẽ giúp cho các anh chị rất rất là nhiều. Và Lý chắc chắn một điều á, là khi mà bây giờ các anh chị làm á, có thể bây giờ mọi người chưa có cảm nhận được điều gì đâu, nhưng khoảng 2-3 năm, đúng mà 2-3 năm sau, có nghĩa là nhiều cái thời gian về sau, khi mà mình càng lớn tuổi thì chắc chắn là càng lớn tuổi thì cái sức khỏe nó sẽ càng bắt đầu có những cái dấu hiệu, đúng không các anh chị? Mình bắt đầu chăm sóc từ bây giờ, sau này các anh chị sẽ cảm ơn rất là nhiều luôn. Em chào chị Bạch Hồ nhá, em chào chị yêu, lâu lắm rồi mới thấy chị và xem được livestream của em đấy. Chị có nghe được em nói rõ không ạ? Mọi người đã có rất nhiều người vào xem này, mọi người có nghe được Lý nói rõ không? Mọi người cùng comment xuống cho Lý biết với nhá. Mọi người comment xuống cho Lý biết nha. Đây này, cà phê của Lý sáng nay mình chuẩn bị này các anh chị. À vì trước tiên đó, các anh chị mình làm thì mình cũng muốn là bật cái máy lên để mà chia sẻ với các anh chị một chút. Rất là nhiều người hỏi Lý là bây giờ chị mới làm thải độc cà phê thì chị cũng cảm thấy rất là tốt rồi. Thì không biết là liệu như vậy đã đủ hay chưa? Nếu mà mình muốn sức khỏe của mình tốt hơn nữa thì có cần làm thêm cái gì nữa hay không? Thì thực ra đấy các anh chị, không, chắc chắn là cái việc mà các anh chị đã có làm thải độc cà phê á, hay là làm những cái phương pháp thải độc khác cho cơ thể của mình, nó là một cái điều rất là tuyệt vời các anh chị nhá. So với cái việc mà những cái người ở ngoài kia họ không hề có một chút quan tâm gì cho sức khỏe của mình hết các anh chị ha. Họ không có một cái ý niệm gì về cái việc bảo vệ sức khỏe. Bị bệnh thì họ chỉ biết là đi uống thuốc, rồi là tìm đến bác sĩ. Thì đúng là khi bị bệnh thì mình sẽ làm những cái điều đó. Nhưng ở đây chúng ta sẽ làm đó là làm sao để chúng ta không bị bệnh các anh chị ha. So với những người ngoài đó thì các anh chị đã quan tâm cho sức khỏe của mình, các anh chị tìm hiểu về thải độc này, các anh chị tin tưởng, các anh chị tự làm thải độc tại nhà, đó là một cái điều rất rất là tuyệt vời và đã hơn cả hàng triệu người ngoài kia rồi các anh chị ha. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên các anh chị thì chắc chắn là không có một cái điều gì mà chỉ nó được tạo thành duy nhất từ một cái các anh chị ha. Các anh chị để ý là trong cuộc sống, mọi công việc, vạn vật trong cuộc đời này á, nó đều được cấu tạo từ rất là nhiều những cái yếu tố, đúng không ạ? Từng kể cả là tính cách của một con người, hay là bất cứ một cái công việc hay là một cái gì đó thì nó được cấu tạo từ rất là nhiều cái. Thì cái sức khỏe của mình cũng vậy. Mặc dù cái thải độc cà phê nó rất là tốt, nhưng chắc chắn là đối với sức khỏe thì không phải chỉ có duy nhất một mình thải độc cà phê, hay là thải độc cho cái sức khỏe của mình nó tạo thành, mà nó sẽ còn có nhiều những cái yếu tố khác nó kết hợp với nhau để nó cho mình một cái sức khỏe toàn diện hơn các anh chị nhé. Nếu như mà ai mà đã làm thải độc cà phê thì các anh chị cảm thấy rất là tốt. Nếu như mà các anh chị muốn tốt hơn nữa, nó hoàn toàn có thể tốt hơn được nữa các anh chị nhé, thì mọi người có thể là bắt đầu mình làm thêm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ từ từ mình bổ sung thêm những cái điều mà nó tốt thêm cho sức khỏe của mình. Thì Lý sẽ chia sẻ với các anh chị là mình có thể làm gì để giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn nha. Em chào chị Hoàng Ngọc nhé. Chị Hoàng Ngọc có nghe rõ em nói không ạ? Biết sáng nay là chị Hoàng Ngọc đã làm thải độc cà phê chưa? Ngày hôm nay đã làm thải độc cà phê chưa?
Cái điều đầu tiên đó, các anh chị, bên cạnh cái việc thải độc cà phê các anh chị nha, là các anh chị có nghĩa là mình đã làm thải độc cà phê rất là tốt rồi. Nếu như mà các anh chị muốn tốt hơn nữa, nó hoàn toàn có thể tốt hơn được nữa, các anh chị cứ yên tâm đi, nó chỉ có tốt và có tốt hơn thôi chứ không có tốt nhất các anh chị nhé. Thì đó là cái việc mà chúng ta ăn uống các anh chị ạ. Rồi mọi người có thể comment xuống giúp cho Lý một cái từ khóa, đó là ăn uống được không? Ăn uống ở đây các anh chị nó rất là đơn giản thôi, mọi người không có cần phải cầu kỳ đâu. Nhiều khi các anh chị lên trên mạng đúng không ạ, lên trên Facebook các anh chị thấy là người ta ăn, người ta chụp những cái tấm hình rất là đẹp này, những cái món ăn người ta chuẩn bị rất là cầu kỳ, thế là các anh chị thấy là có nghĩa là nó khó quá đúng không ạ, giống như mình ngày xưa cũng vậy. Nhưng thực ra các anh chị mình cứ nhớ ăn theo một cái nguyên tắc, đó là ăn thiên về thực vật. Đó là ví dụ như Lý các anh chị là ăn 85% là thực vật và khoảng 15% là động vật thôi các anh chị. Thực vật luôn nhiều hơn động vật các anh chị nhé. Ở trong thực vật các anh chị nó sẽ giúp cho các anh chị tiêu hóa dễ hơn này, nó cũng có rất là nhiều những cái vitamin khoáng chất. Và thực ra các anh chị nếu như mà đối với thực vật, những người mà họ ăn thuần chay á, đúng không? Họ ăn thuần chay mà nếu mà họ biết cách kết hợp đúng không? Những cái thực phẩm với nhau thì họ hoàn toàn có thể là có được những cái nguồn dinh dưỡng y chang giống như là họ ăn thịt cá. Ví dụ như mình ăn thịt thì mình lấy protein đúng không các anh chị? Ăn cá thì mình lấy protein chất béo chẳng hạn. Thì ở trong rau, ở trong thực vật nó cũng có rất nhiều loại rau, nhiều loại thực vật nó có chứa protein. Nếu như mà mình biết cách ăn đúng không ạ, thì chắc chắn là thời gian đầu thì chúng ta phải học rồi, mình phải tìm hiểu. Chúng ta biết cách ăn thì nó cũng sẽ giúp cho mình có được cái hàm lượng protein để giúp cho cơ thể của mình nó được khỏe hơn các anh chị nhé. Đây là về ăn uống ạ. Nếu mà ai mà rảnh nữa viết giúp Lý một câu, đó là ăn thực vật nhiều hơn động vật các anh chị nhé. Ăn thực vật nhiều hơn động vật, còn nhiều hơn như nào thì tùy cái tỷ lệ của các anh chị. Còn như Lý á, thì mình ăn theo cái tỷ lệ của ông bác sĩ Hiromi Shinza ở trong cái cuốn sách Nhân tố Enzyme, ông có chia sẻ với các anh chị là 85% là thực vật và 15% là động vật. Và ở trong cái thực vật đó các anh chị, ví dụ như là thực vật thì nó sẽ có ba nhóm là ngũ cốc này, là rau củ quả, là trái cây đúng không các anh chị. Còn ở trong động vật đó thì lại ưu tiên ăn cá hơn ăn thịt đó mọi người. Mọi người thấy không ạ? Có nghĩa là ở trong cái nhóm động vật, nói một hồi loạn luôn, ở trong cái nhóm động vật thì chúng ta lại ưu tiên ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Bởi vì cá thì cái thân nhiệt nó ngang với thân nhiệt cơ thể của mình nên thấp hơn, cá thì thân nhiệt thấp hơn nên là thường thì mình cũng sẽ dễ tiêu hóa hơn. Và đặc biệt là những cái mỡ, những cái chất béo các anh chị, ở trong cá nó hoàn toàn nó có thể tan được ở trong mạch máu của mình, thậm chí là nó có thể đánh bay được những cái mảng mỡ xấu do chúng ta ăn thịt đỏ quá nhiều các anh chị nhé. Nên là đối với thứ nhất là chúng ta về ăn uống các anh chị sẽ từ từ thay đổi. Thì mọi người có thể là tự nghiên cứu theo những cái bức hình mà các anh chị thấy ở trên mạng, còn không thì mình cứ theo cái tỷ lệ đó các anh chị nhé, đó là thực vật nhiều hơn động vật và ở trong động vật thì lại ăn cá nhiều hơn ăn thịt các anh chị nhé. Rồi ăn nhiều thực vật, đúng rồi, chính xác luôn. Thì các anh chị mình cứ thay đổi từ từ các anh chị nhé. Mình không phải là, các anh chị phải hiểu này, cái sức khỏe các anh chị nó không phải là ngày một sớm một chiều luôn ạ. Không phải là ngày hôm nay các anh chị biết đến Lý xong rồi các anh chị, có rất là nhiều anh chị hỏi là trời ơi em phải liệt kê cho chị những cái gọi là cái gì nhỉ, cái thực đơn cho chị này, rồi để chị ngày mai chị áp dụng luôn. Thì Lý nghĩ là để mà các anh chị áp dụng luôn vào ngày mai á thì có thể được, nhưng liệu các anh chị có thể duy trì đến ngày mốt đúng không ạ, đến ngày mốt nữa và những cái ngày tuần tiếp theo hay không. Nên là cái ở đây các anh chị không phải là chúng ta một phát chúng ta làm ngay, mà mình cứ thay đổi từ từ để nó phù hợp với công việc này, phù hợp với cái điều kiện, phù hợp với cái thời gian của mình. Bởi vì sức khỏe các anh chị nó là cả cuộc đời các anh chị nhá. Các anh chị chăm sóc không phải là khi biết đến Lý thì các anh chị mới chăm sóc rồi sau này mình bận quá thì mình lại không chăm sóc nữa, mà nó là cả cuộc đời và mình cần phải làm đều đặn mỗi ngày. Cái quan trọng ở đây là đều đặn các anh chị nhé. Đúng rồi, mình ăn đơn giản thôi các anh chị. Ví dụ như buổi sáng á, ví dụ mình Lý có thời gian thì mình sẽ xay sinh tố này đúng không ạ, hay là mình làm những cái món mì xào, hay là nói chung là nó cầu kỳ đó, hay là cái gì nhở,
Hồi mình có hay làm cái món bí đỏ hấp đấy các anh chị, những cái đó thì nó sẽ tốn thời gian hơn, còn mình không có thời gian thì mình có thể đi mua ít khoai này, hay là mua bắp luộc vì gì đó về mình ăn nó đơn giản vậy thôi, hoặc là mình uống một ly sữa hạt nó nhẹ nhàng như vậy thôi các anh chị nhá, là dễ dàng thôi, không có cần quá cầu kỳ đâu nếu mà các anh chị không có thời gian ha. Rồi cái yếu tố thứ hai để mà kết hợp với giúp cho cái sức khỏe của các anh chị nó được tốt hơn, đó là cái sự vận động các anh chị nhá. Mọi người hãy có thể viết xuống giúp cho Lý cái từ khóa tiếp theo, đó là cái sự vận động các anh chị ha. Cái vận động á, khi mà các anh chị vận động thì nó sẽ giúp cho cái khí trong cơ thể của mình nó được lưu thông tốt hơn. Vận động ở đây thì có thể là thể dục, có nghĩa là các anh chị có thể đi ra phòng tập, mình tập yoga, mình tập gym, hay là các anh chị tập nhảy, có nghĩa là những cái bộ môn mà nó phù hợp với mình. Hoặc là các anh chị không không có thời gian thì có thể là mỗi ngày các anh chị chạy bộ 30 phút cũng được, hoặc là đi bộ 30 phút cũng được. Hoặc là có những người thì họ không có thể bỏ ra cái khoảng thời gian để mà dành riêng cho cái việc thể dục như thế, nhưng trong công việc thì chúng ta cũng đã phải đi lại, chúng ta cũng đã phải vận động rất là nhiều, thì nó vẫn sẽ giúp ích cho cơ thể của mình. Có nghĩa là chúng ta tránh cái việc là một ngày chúng ta ngồi từ sáng đến tối, đúng không ạ? Công việc bây giờ thì nó có rất là nhiều những cái công việc nó như vậy các anh chị, khiến chúng ta ngồi từ sáng đến tối và cơ thể của mình nó ù lì luôn các anh chị. Nó mình không có muốn vận động luôn các anh chị em, mình không có muốn đi lại nhiều, và cái điều đó nó sẽ khiến cho những cái khí trong cơ thể của mình nó bị ứ tắc lại. Và cái điều đó là các anh chị, nó đầu tiên á, nó sẽ khiến cho những cái chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể, cái nước mà các anh chị đưa vào cơ thể nó không có được vận chuyển đều đặn đến cho toàn cơ thể của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái độc tố trong cái quá trình trao đổi chất mà nó được đẩy ra bên ngoài thì nó lại không, khi mà mình thiếu đi cái sự vận động thì nó lại cũng không được đào thải tốt ra bên ngoài, nên là khi mà mình thiếu đi cái sự vận động thì thức ăn này, dinh dưỡng vừa không được đưa đến đúng nơi cần thiết, những cái độc tố vừa không được đào thải tốt ra bên ngoài, nên là chúng ta cần có cái sự vận động phù hợp các anh chị nhé. Vận động thì như Lý nói đấy các anh chị, chỉ cần là cơ thể của các anh chị có cái sự vận động, còn như thế nào đó thì tùy các anh chị. Có những người thì đi tập yoga đúng không ạ, tập gym nó cũng là một sự vận động rất là tuyệt vời, hay là chạy xe đạp, chạy bộ, đi bộ, nhưng có những người thì họ không có vận động theo kiểu như vậy, nhưng trong công việc cũng đã có những cái sự họ đi lại rất là nhiều. Tuy nhiên thì vận động nó phải phù hợp, không phải là mình tập càng nhiều càng tốt, mình đi bộ càng nhiều càng tốt, cái gì cũng vậy, nó phải có một cái mức độ vừa phải thôi. Cái gì nhiều quá thì chắc chắn nó cũng sẽ gây lại cái tác dụng gọi là nó sẽ gây hại ngược lại cho cơ thể của mình các anh chị ha. Ngoài ra vận động thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của mình nó săn chắc hơn này. Giữa một người cơ thể săn chắc và một người mà nhiều mỡ đúng không ạ, người ta béo ra thì chắc chắn là một cái bên mà cơ thể săn chắc, chắc chắn bao giờ cái sức khỏe của người ta cũng sẽ tốt hơn các anh chị nhé. Rồi, chị thường xuyên hay đi bộ thì cũng được thôi, đâu sao đâu chị. Đúng, chính xác, ở đây này các anh chị, không quan trọng là các anh chị tập cái gì đúng không ạ, quan trọng là mình tập nó phù hợp, và cái thứ hai là phải đều đặn các anh chị nhé. Ví dụ như phải đều đặn, có thể là các anh chị không tập mỗi ngày đúng không ạ, nhưng ít nhất là một tuần chúng ta mình cứ tập khoảng 3 buổi, nhưng tuần nào mình cũng sẽ như thế, tuần nào mình cũng 3 hoặc 4 buổi như vậy, mình có cái sự đều đặn thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều các anh chị ha. Ở đây là cái gì cũng vậy, quan trọng là cái sự đều đặn các anh chị nhé. Rồi, ở trong em mưa không, ngoài chị đang mưa, ở trong em nó mưa rất là, ở trong Sài Gòn thì các anh chị biết nó mưa rất là thất thường, ví dụ như sáng hôm qua mưa các anh chị, xong đến trưa thì nó lại nắng quá trời luôn. Đó, trước khi có bầu nên bổ sung những gì em thì những cái em bổ sung á chị thì em thứ nhất là em sẽ tập trung vào thải độc anh chị ạ, đúng không ạ? Mình đã có cái mình lý rất là hiểu về cái thải độc, nên là giống kiểu là các anh chị biết là cái việc mà giữ cho cái cơ thể của mình sạch, để em bé đến ở trong một cái cơ thể sạch á, điều đó nó sẽ giúp cho em bé được khỏe mạnh hơn, cũng như là nhận đủ những cái dưỡng chất trong cái khi mà người mẹ đưa hơn. Nên đầu tiên em sẽ tập trung thải độc chị nhá, nếu mà mình đang có kế hoạch chị ha, trước khi ví dụ như trước khi mà chị đang có kế hoạch mang bầu khoảng từ 1 cho đến 3 tháng, chị sẽ tập trung làm sạch cơ thể của mình bằng thải độc cà phê, bằng tẩy sỏi gan, súc ruột bằng muối biển, bằng viên thải độc tế bào để làm sạch cơ thể của mình. Rồi chị bổ sung cái omega này, rồi cái nhóm protein bằng có thể là sữa hạt hoặc là những cái bột protein riêng các chị nhé. Với lại là em thường xuyên uống về cái nước ép,
hoặc là về sinh tố xanh, bởi vì nước ép và sinh tố xanh nó cực kỳ là giàu vitamin và khoáng chất chị ạ, với lại omega 3 đó. Thì những cái đó là trước đó em bổ sung thường xuyên, còn sau khi mà mình mang bầu thì mình bắt đầu mình để ý cơ thể của mình nó thay đổi một chút thì mình sẽ đi kiểm tra. Nếu như mà mình có bầu thì mình sẽ ngưng ngay viên thải độc tế bào, bởi vì cái trong lúc mà mình đang có bầu thì mình gần như là không có uống những cái sản phẩm thải độc được các anh chị ha, nó sẽ không có tốt cho cơ thể của mình, mà lúc này mình chỉ có bổ sung dinh dưỡng thôi các anh chị ha. Em đi có tập yoga không? Trước đó em có tập chị ạ, hiện tại thì em chỉ có đi bộ thôi. Đó, hiện tại em đang có bầu thì em chỉ có đi bộ nhẹ nhàng thôi chị, em không có tập cái gì cả. Rồi, nên chúng ta cần phải có sự vận động các anh chị nha. Cái tiếp theo là các anh chị khi mà các anh chị muốn cái sức khỏe của mình nó tốt hơn nữa, đúng không ạ? Đã thay đổi cà phê rồi và các anh chị cũng đã bắt đầu ý thức và thay đổi về ăn uống rồi này. Mình đã có cái sự vận động rồi này các anh chị, và các anh chị muốn tốt hơn nữa thì các anh chị sẽ, đó là mình sẽ bổ sung dinh dưỡng các anh chị nhé. Mọi người cứ viết xuống giúp Lý cái từ khóa tiếp theo, đó là bổ sung dinh dưỡng. Cái bổ sung dinh dưỡng các anh chị, cái này nó không bắt buộc nha, nó không bắt buộc, nhưng nên các anh chị ha, nên bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung dinh dưỡng bằng những cái viên uống đấy các anh chị, hay là những cái thực phẩm uống thì giờ nó nhiều lắm, thì các anh chị chọn những cái sản phẩm nó phù hợp với mình thôi. Nhưng làm sao nó đáp ứng được ba cái nhóm chất này các anh chị. Cái nhóm đầu tiên mà các anh chị cần phải bổ sung đó là cái nhóm protein các anh chị nhé. Cái nhóm đầu tiên mà chúng ta cần phải bổ sung đó là nhóm protein. Đối với ở trong thực phẩm á, thì nhóm protein nó có thể là từ thịt, từ cá, từ trứng, từ sữa, từ các loại hạt đó, nó sẽ có ở trong những cái nhóm đó. Nhưng chắc chắn là bằng cái việc chúng ta ăn uống á, tại sao phải bổ sung và làm gì, bởi vì ăn không bao giờ đủ được các anh chị. Bây giờ mọi người có ăn ngang, ăn dọc, ăn kiểu gì thì ăn không đủ được. Thứ nhất là cái sức của mình nó chỉ có hạn, đúng không ạ? Cái thứ hai là những cái thực phẩm bây giờ nó có thể là rất là to, rất là đẹp, nhưng cái hàm lượng dinh dưỡng bên trong đó nó đã bị giảm sút đi rất là nhiều so với ngày xưa. Có thể là do chúng ta đã, mình khai thác nhiều quá, đúng không ạ? Cái vùng, cái đất mà mình trồng á, mình trồng đi trồng lại thì nó sẽ bị cằn cỗi đi, cái dinh dưỡng nó bị giảm đi. Chưa kể là trong lúc họ trồng họ có thể là có những cái chất kích thích vào này, hay là thuốc trừ sâu gì đó, thì những cái đó nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái dinh dưỡng. Nên là cho dù mình có ăn như thế nào thì không thể mà đủ dinh dưỡng được các anh chị nha. Nên là mình phải nên bổ sung thêm. Thì cái nhóm đầu tiên đó là nhóm protein. Thì những protein thì như mình, đối với Lý thì Lý sẽ bổ sung là từ sữa hạt. Đợt này thì mình bổ sung từ sữa hạt nhiều. Hoặc là các anh chị cũng có thể bổ sung những cái bột protein riêng các anh chị ha. Nó có rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó là bột protein riêng, thì mỗi một ngày chúng ta bổ sung từ 1 đến 2 ly, và song song với việc ăn uống các anh chị nha. Không phải là uống từ 1 đến 2 ly đạm là các anh chị yên tâm là không cần phải ăn thịt, không cần phải ăn cá hay là ăn những cái loại hạt rồi mà nó có chứa protein từ trong cái thực vật. Cái dinh dưỡng bổ sung các anh chị nó rất là tốt, nhưng không có cái gì nó có thể thay thế thực vật, cái thực phẩm được. Nên là cái nó chỉ có thể là song song để mà với cái thực phẩm để nó cùng phát huy cái hiệu quả với nhau thôi các anh chị ha. Nên cái nhóm đầu tiên đó là nhóm protein mà các anh chị cần bổ sung. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm vitamin và khoáng chất. Đối ở trong thực phẩm, nhóm vitamin và khoáng chất thì nó sẽ nằm ở trong rau củ quả đấy các anh chị, rau củ quả trái cây đấy. Thì những cái vitamin và khoáng chất có thể là những cái viên vitamin riêng, đúng không ạ? Vitamin E, vitamin C, vitamin D gì đó. Hoặc là các anh chị bổ sung những cái viên vitamin mà nó chứa khoảng mấy chục loại vitamin ở trong đó, mỗi một loại một ít, và mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 viên như vậy, bổ sung song song với việc mình ăn uống các anh chị nhé. Đó là những cái viên vitamin. Và nhóm thứ ba mà các anh chị nên bổ sung thêm đó là nhóm chất béo. Chất béo tốt là cái omega 3 đó các anh chị, đúng không ạ? Ở trong thực phẩm thì omega 3 nó có trong một số loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt óc chó, và đặc biệt là nhiều nhất là ở trong cá biển. Cá biển béo các anh chị nha, phải cá biển mà loại cá béo thì mới có. Cá biển bình thường thì nó cũng không có đâu. Cá biển béo như cá thu, cá trích, cá mòi chẳng hạn, đó, một số loại cá đó thì nó có chứa cái hàm lượng omega 3 rất là tốt. Thì các anh chị mình ăn thường xuyên mà mình vẫn một ngày bổ sung từ 1 đến 2 viên omega 3 thì nó sẽ hỗ trợ song song với việc ăn uống, để tránh cái việc là cơ thể của mình bị thiếu chất các anh chị nhé. Đúng rồi, là ăn nhiều đạm thực vật, đúng rồi, ăn thiên về đạm thực vật sẽ dễ tiêu hóa hơn là đạm động vật các anh chị ha. Rồi, cái yếu tố tiếp theo này các anh chị, để giúp cho cái sức khỏe của các anh chị tốt hơn, điều này rất là quan trọng, đó là về cái tinh thần của mình. Các anh chị ha, mọi người có thể comment xuống giúp Lý. Bởi vì cái cơ thể của mình các anh chị, cái bệnh tật đó, nó sẽ có tâm bệnh
và thân bệnh, đúng không các anh chị? Có thể là chúng ta chăm sóc cái thân của mình rất là tốt, nhưng cái tinh thần của các anh chị bị stress này, bị suy sụp này, bị căng thẳng này, mình vẫn bị bệnh như thường. Và ngược lại, tinh thần của mình rất là tốt nhưng mình lại bỏ bê, không có chăm sóc, thích ăn cái gì thì ăn, không tập thể dục, đó, cũng không thải độc luôn, thì mình vẫn bị bệnh như thường. Nên là cái tinh thần các anh chị, đúng không ạ, nó cũng rất là quan trọng. Cái tâm bệnh và cái thân bệnh, hai cái này nó sẽ gắn liền với nhau. Nên cái việc mà chúng ta duy trì cho mình mà một cái gọi là những cái suy nghĩ tích cực các anh chị, đúng không ạ, những cái mà nó cái năng lượng tích cực này, những cái suy nghĩ rồi là mình cảm thấy nó thoải mái và mình tránh những cái stress trong cuộc sống á, nó cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp cho cái sức khỏe của mình rất rất là nhiều luôn các anh chị ha. Thì ví dụ như cái cách mà để giúp Lý có một cái tinh thần tích cực hơn, ngày xưa mình cũng hay suy nghĩ tiêu cực lắm các anh chị. Thứ nhất là mình sẽ thường xuyên đọc sách, thì thấy là cái đọc sách á, thay vì xem điện thoại này, xem những cái tin tức mà ngày xưa con người mình á, người ta hay hướng đến những cái giống kiểu là tò mò các anh chị, đúng không ạ, những cái tò mò hay là kiểu ví dụ như cùng một cái tin tức tích cực, đúng không ạ, và một bên là tiêu cực, cướp hiếp giết gì đó, thì thường người ta sẽ có xu hướng là người ta xem những cái thông tin tiêu cực nhiều hơn, thì những cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng dần đến con người của mình, đến cái tinh thần của mình các anh chị ha. Thì mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ hạn chế, và bây giờ gần như là mình không có muốn xem những cái thông tin như vậy, thì mình sẽ xem những cái thông tin tích cực hơn đó, mình nạp vào trong cái đầu của mình những cái thông tin tích cực này, mình đọc sách này, mình nghe những cái thông tin gì nó vui, đúng không ạ, rồi là mình có thể là kết giao thêm nhiều bạn bè này, hoặc là mình đi du lịch nhiều, nói chung nếu mà có điều kiện các anh chị, hay là mình có thời gian thì mình có thể đi đây nhiều hơn, để mình biết là ở trong cuộc sống này còn rất là nhiều điều tốt đẹp, cũng như là cuộc sống của mình tốt hơn rất là nhiều người, để mình cảm gọi là mình học cách mình biết ơn cuộc sống, thì nó những cái điều đó nó sẽ giúp cho cái tinh thần của mình tốt hơn các anh chị nhé. Thì đó là những cái mà các anh chị có thể kết hợp thêm để giúp cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn. Tất nhiên là sẽ có những người nói rằng là ví dụ khi các anh chị muốn làm thải độc cà phê, đúng không ạ, khi là hoặc là các anh chị muốn ăn uống, thì sẽ có những người kia là bây giờ chị muốn thải độc cà phê nhưng lại chưa có thời gian để về ăn uống này, chị cũng chưa có thời gian để mà về vận động, nên thôi để khi nào mà chị có thời gian để đợi lúc này lúc kia thì chị làm luôn một thể. Thì nếu như mà mình đợi cái đó các anh chị, nó sẽ rất là khó xảy ra, có nghĩa là mình không có đợi đến lúc hoàn hảo mình mới làm, mà mình cứ làm dần dần để cho mình được hoàn hảo dần đi các anh chị ha. Ví dụ như các anh chị, so với cái việc mà chúng ta không có làm bất cứ một cái gì cho sức khỏe của mình, và so với cái việc mà chúng ta chỉ làm một cái thôi, thì cái việc chúng ta làm một cái nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Và việc chúng ta cố gắng bổ sung thêm các anh chị ha, mình sẽ hoàn thiện thêm mỗi một thời gian hay là như nào đó, thì chúng ta sẽ thay đổi từng cái một. Và các anh chị phải nhớ nhá, sức khỏe thì nó không phải là chúng ta thi đua với nhau để xem người này tốt hơn người kia, mà mình tốt hơn chính mình, và nó là một đoạn đường dài. Mình chăm sóc sức khỏe là các anh chị cứ xác định là mình sẽ chăm sóc cả đời, bởi vì sức khỏe của mình mà các anh chị, đúng không ạ, đâu phải là các anh chị chăm sóc một năm thì nó sẽ tốt cả đời đâu, nên là mình cứ chăm sóc từng ngày. Cái quan trọng là cái sự đều đặn, không cần các anh chị làm quá nhiều nhưng mình làm đều đặn, và mình cứ hoàn thiện từ từ các anh chị nhé. Nên mua sách gì về sức khỏe? Ôi, sách về sức khỏe thì nhiều lắm chị. Ví dụ như có cái bộ đầu tiên mà em nghĩ chị nên đọc, nó cũng rất là dễ hiểu, đó là bộ nhân tố enzyme chị nhé. Tại sao em luôn hướng mọi người, nếu mà ai chưa đọc sách thì hay là như nào, em luôn mọi người kêu mọi người đọc cái cuốn đó, bởi vì cuốn đó nó dễ hiểu các anh chị ạ. Đối với những cái người mà không bao giờ đọc sách á, hay là chúng ta không quan tâm về sức khỏe, thì Lý nghĩ là cái bộ đó nó đủ cái sự hấp dẫn cho mình, đúng không ạ? Cái cách viết cũng cũng có nhiều chương thì mình đọc mình cũng không hiểu gì cả, nhưng đa phần các anh chị là đọc rất là dễ hiểu, nó gần gũi và nó đúng là những cái mà trong cái cuộc sống của mình, và mình có thể thay đổi được từ từ về ăn uống, từ về thói quen, rồi về cả tư duy về sức khỏe nữa. Thì em nghĩ là bộ đầu tiên chị nên đọc về cái bộ nhân tố enzyme á, chị cứ đọc xong bộ đó đi, xong rồi chị hỏi em hướng dẫn thêm cho, bởi vì bộ đó nó có 4 cuốn luôn chị, chứ không phải là một cuốn đâu chị nhá. Ok ha. Nếu như mà bây giờ thì 8:30 rồi mọi người ạ, thì phải kết thúc livestream đây để mình đi thải độc đấy các anh chị.
Đây, cái thải độc này thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Có nghĩa là các anh chị cố gắng nhé, mình sẽ thay đổi từ từ để cho cái sức khỏe của mình tốt hơn các anh chị ha. Và nếu mà các anh chị chưa thể làm được những cái điều lý vừa chia sẻ mà mình mới làm được cái thải độc cà phê thôi thì nó vẫn cũng đã rất là tốt rồi các anh chị nhé. Rồi mình sẽ thay đổi từ từ từng ít một thì nó sẽ giúp cho cái kết quả mình đạt được sẽ tốt hơn các anh chị ha. Rồi bây giờ thì Lý xin kết thúc livestream. Nếu như mà các anh chị có thắc mắc gì hay là các anh chị cần Lý hỗ trợ thêm gì thì các anh chị có thể là để lại số điện thoại này hoặc là inbox trực tiếp cho Lý. Còn không thì liên hệ với Lý trực tiếp qua số là 0967937564 các anh chị nhé. Rồi bây giờ tạm biệt mọi người nhé. Bye bye. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ các anh chị nha.